Xin chào quý cô chú anh chị các bạn, rất vui được gặp lại mọi người đã trở lại video mới nhất của em hôm nay. Hiện tại chúng ta đang trên con đường Võ Văn Hoài thuộc phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang. Hôm nay chúng ta sẽ đi con đường Võ Văn Hoài này, đi hướng về như chúng ta sẽ đi cặp theo con sông lớn, sông Hậu chảy vào con sông này, đi vô Hội Sơn. Chạy theo con đường Võ Văn Hoài này đi thẳng rồi. Đi tới nó tham quan như là nó coi ở vùng trong với trong thì nó có thay đổi như thế nào, hay là có nhộn nhịp đông đúc không ạ. Tiếp giáp chứ, nếu mà chúng ta đi từ bên phường Bình Khánh chạy đi tiếp nữa thì sẽ đụng tới phường ở tới xã Mỹ Khánh. Nếu mà quẹo phải con đường bên đây thì chúng ta sẽ vào chợ Bình Khánh. Phía trước màn hình, phía trên màn hình rồi cô chú các bạn là cây cầu Tôn Đức Thắng. Ở đây có mấy cái bụi tre bóng mát, trời nắng cho người ta nó mát mẻ. Có bóng râm mà. Còn phía bên trái mình của chú các bạn là mấy cái người ta làm mà bờ kè rồi á, như lát gạch vỉa hè. Hồi trước thì nó không có làm, bây giờ làm để hạn chế tình trạng sạt lở ở bờ sông. Đây có cây bồ đề. Nếu mọi người quẹo phải đường này thì sẽ vào khu đô thị khu cấp Sao Mai. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng hướng về xã Mỹ Khánh. Ở miền Tây thì hay có mấy cái cây xăng ở dưới sông của chú anh chị. Đường ở đây làm lại rất là êm mà. Bây giờ chúng ta chuẩn bị qua cây cầu thông lưu. Trước đây thì cầu này là cầu sắt, bây giờ được xây cái cầu bê tông nhìn rất là kiên cố, giờ nó không có. Khi đi qua cầu không nghe lọc cọc có gì, cái cầu sắt thì nghe. Rồi chúng ta đến địa phận xã Mỹ Khánh. Bây giờ phía bên bờ kè người ta xây dựng hết trơn rồi.
đường xá giờ cũng là im, giúp cho mọi người di chuyển thoải mái. Chúng ta qua cây cầu Gạch Dung. Chúng ta lại qua cây cầu Quảng. Thì An Giang là thuộc đồng bằng sông Cửu Long, thì rất là nhiều sông ngòi kênh rạch, thì phải có nhiều cây cầu để giúp cho chúng ta thuận tiện di chuyển qua sông. Chạy về mấy vùng mà càng xa trung tâm thành phố thì cây cối cây xanh rất là nhiều, giúp cho không khí ở chỗ này thì nó trong lành hơn, ít bụi hơn. Phía trước ở trên màn hình coi chú mày thấy cây cầu này là bắc qua con sông. Vậy đó là tuyến đường tránh Long Xuyên. Từ khi mà con đường này được em thấy xây dựng như nâng cấp lên đó. Trước thì nó còn không im, bây giờ thì được thành đường nhựa chia hai làn rõ ràng rồi, thì thấy nó giúp cho người ta di chuyển im hơn. Và thấy đẹp hơn. Lúc mà chưa làm hai bên. Thành phố Long Xuyên giờ chỉ còn có hai xã, còn như là phường. Bây giờ phường Đông Xuyên chừng nữa là sáp nhập vô phường Mỹ Xuyên rồi. Ở đây thì cũng có mấy tạp hóa.
cũng thuận tiện cho người ta đi ô tô. Khi đi ra thành phố Long Xuyên xa có tập quá đây thì nó cũng gần, muốn mua gì mua cho mau. Đây cũng có bán phở. Giờ chúng ta chuẩn bị qua cây cầu thầy giáo. Chúng ta bên đây là địa phận ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang. Chúng ta lại qua cây cầu nhỏ nữa, cây cầu Sáu Dư. Giờ xã Mỹ Khánh này cũng có giáp ranh với huyện Thoại Sơn. Đường này thì chúng ta đi qua bên Phú Hòa cũng được. Nhà cửa ở đây thì người ta xây hàng rào. Thấy nhà nào cũng hàng rào hết. Bây giờ thì mặt đường đây cao hơn mấy nhà người ta, mấy nhà người dân đây. Ở đây cũng người ta xây cái biệt thự rất là đẹp. Chúng ta chuẩn bị qua cầu Trà Già. Sẵn tiện chúng ta chạy vô chợ cái chiên giờ chợ cũ phải nằm gần rồi cái chiên. Chợ này chợ mới hơn. Chỗ là chỗ mới hơn.
Trước mình cô chú và các bạn là cầu Bổn Sầm. Nghe em nghe cái tên cũng là lạ. Ta vô chợ Mỹ Khánh dòng chơi. Giờ này thì cũng vắng vẻ. Đây giờ đi chợ quê đâu đi sớm. Đây còn đất còn gà nhiều. Cái tầm trưa thì ta ghé. Mà ở quê thì ta xấu người ta đi chợ sớm của chú anh chị. Em đi giờ này thì chắc là không có ai. Chỉ có chợ thành phố thì mới thường xuyên thôi. Ở quê thì rất là vắng. Mặc dù Mỹ Khánh là thuộc thành phố Long Xuyên nhưng mà đất Mỹ Khánh nó còn khá là rộng nhiều. Đây là cái cống Mường Khê. Dùng này là dùng trồng lúa nhiều nên cống cũng khá nhiều. Ở đây thì nhịp sống rất là yên ả, chậm rãi, khác xa ở trung tâm thành phố. Tiếp tục là cây cống Mương Thụy. Tiếp tục qua cái cống nước Bà Yến. Nhưng mà hình coi chứ các bạn là cây cầu Bà Bóng. Mấy khu đất ở ngoài mặt tiền đường này là giờ chắc là không còn trống nữa. Rồi chúng ta chuẩn bị đi qua cây cầu Cá Chiên. Để chúng ta qua đến ấp Bình Hòa 2. Chỗ
chỗ này thấy cũng sung túc. Bây giờ bên trái đang công trình đang xây dựng lại. Chạy tới đây thì đất bên cặp mé sông bây giờ nó càng ngày càng hẹp lại. Chúng ta chuẩn bị vào cầu Mương Ngương. Ở đây thì đường hơi nhỏ hơn ở đằng kia. Hello, phải kẹo à. Tôi phải có giới thiệu các bạn là khu di tích cách mạng Mỹ Khánh, thuộc thành phố Long Xuyên. Chúng ta quay cầu Sáo Lã. Nhìn khung cảnh ở đây thật là yên bình, mặc dù chỉ cách Long Xuyên 8-9 cây số, cách trung tâm Long Xuyên. Rồi chúng tôi cầu này là cầu của mấy người Hồi giáo Hòa Hảo ta ủng hộ. Ở đây có một hàng cây rất là đẹp của các chú anh chị.
đến đây là chúng ta đã đi hết chỗ xã Mỹ Khánh này. Và video đến đây em xin được kết thúc. Cảm ơn quý cô chú và các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại quý cô chú và các bạn trong những clip kế tiếp. Xin chào.